Hello everyone. Ok, mình sẽ bắt đầu vào game đầu tiên nhé mọi người. Going bar này. Oh, quả bí ngô cháy. Rất đẹp luôn. Ây da, khó nha. Let's go. Mình chơi đến màn 233 rồi. Lại sang đò. Yes. Tuyệt vời. Nào, chúng ta bắt đầu với màn 2 thôi. Màn 2 nhé mọi người. Ủa, khó leo thế nhỉ. Tuyệt vời chưa. Yes. Nào, tiếp tục nha. Ôi. Nào, tiếp tục mình sẽ chơi một màn nữa đi. Nhanh quá. Lại đi. Mình phải win một màn này một cách thuyết phục. Ok rồi. Ho cả bí ngô. Mã hồi thương. Ui. Nè, tiếp tục nhá. Ai, win rồi. Ok mọi người, win rồi. Chúng ta sẽ qua game tiếp theo thôi, Superway nha. Let's go. Ok, màn đầu tiên này. Để cam lên ạ. Ok.
giây. Wow, nhảy được lên đây luôn. Tuyệt vời. What? Ok. Quá ổn rồi. Chúng ta sẽ qua game tiếp theo nhé. Vào game này mọi người. Mà đầu tiên nữa là đùa. Trả thù chưa? Ui đừng. Đau dã man luôn mọi người. Trượt đi. Hay quá không. Không đỡ được. Hay chưa. Fatality. Chưa mất mũ chưa? Hay quá. Headshot. Stop. Finish him. Trả thù này. Headshot. Boom. Fatality. Win rồi. Chúng ta sẽ qua game tiếp theo nhá. Căng thẳng nha, căng thẳng đến từng giây phút một. Ok. Chúng
chúng ta sẽ chơi màn cuối đi. Mình rất ghét những cái màn như này. Ui, may thế. Ây, tiếc thế. Rồi, giả rồi. Đâu, để mình nghiên cứu nào. Ok. Nhạc này thì mình không được dùng. Sorry mọi người, nhưng mà mình ok rồi. Mình sẽ phải lấy một cái gì gọi là màn nào 3 sao đi. Màn 27 là 3 sao nhá, xem làm được không. Hơi ồn. Ê, mấy con ninja này khó phết đấy, đùa đâu. Mình phải công nhận mấy con ninja này. À, mày à. Hay hả? Mày hả? Au! Không được rồi mọi người. Khó thế nhỉ? À, không được 3 sao. Mình thiếu rồi. Ok. Mình sẽ qua game tiếp theo nha. Ok rồi. Vào game thôi. Let's go. Mọi người đợi tầm khoảng 5 giây vậy. Đây rồi.
Ok, mình sẽ vào màn đầu tiên thôi. Mình thích chơi game ở bên này hơn. Ok. Nên giảm cho mọi người ạ. Ok chưa? Không ngờ cái này nó ghê như vậy ấy. Đến màn boss rồi mọi người ạ. Bắn à? Đâu nào? Có thế nhờ.
tí nữa thôi. Thua rồi mọi người ạ. Buồn thế nhỉ. Qua game tiếp theo nhá. Let's go. Mạnh thế. Hồi máu đó. Ê. Nghĩ gì vậy? End game rồi. Mình không đụi loại đâu, mình đứng vị trí thứ 3. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục. Ồ, một mark đã bị mất đi. Thôi. Sấy kinh thế. À. Hai thằng úp sọt cơ. Chạy thôi. Chạy thôi. Oh. Chạy thôi. Tục thôi. Ok, tiếp tục nào. Máy mà mình chạy kỳ không à. Tập đoàn nó vây mình bắt mình. Ây, ai chơi kỳ vậy? Chơi hội đồng ác quá mọi người ạ. Thôi rồi, lửa mơ. Thôi rồi. Bây giờ mình phải tiêu diệt được một tên. Mày nè. Dụng chưa? Ok. Ok, tiếp tục thôi. Mất đi một mác rồi. Đấy chưa? Chúng ta chỉ còn chơi hai mác nữa thôi. Ây! Chơi kỳ vậy chơi. Chạy thôi. Ui, sấy dã man luôn chứ. Đùa đâu. Ui, xong máu rồi.
Chính trưởng chưa? Này à. Ok, còn mấy bạn nữa nào? 2 4 6 8 10 người nữa thôi. Chắc là tầm khoảng mất đi một mác rồi. Không đi mất mác nào, mác sau mới mất. Chạy đâu xuất thoát? Chạy đâu con sâu? Bạn này cũng có thoát nữa rồi. Chạy đâu? Ui, ui, ghê vậy. Mình bị thất bại rồi mọi người. Không sao. Mình bị loại rồi, buồn quá. Thôi, tạm ổn vậy. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người video sau.